Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị luôn bình an, may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Quý Dậu trong tháng 1 là một việc làm đặc biệt quan trọng đối với các bạn sinh năm 1993. Bởi vì qua phần luận giải lần này thì bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cuộc sống của mình trong tháng 1 âm lịch. Và cụ thể hơn thì bạn có thể thấy được những điểm mà hung vận cát của mình thông qua lá số tử vi. Phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị và các bạn hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác là tuyệt đối. Qua việc xem tử vi, thầy cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị về toàn cảnh bức tranh của mình cũng như là cách hóa giải để mang lại tài lộc và thâu thu may mắn. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 1 âm lịch. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 mệnh kiếm phong kim, tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hàm nhai mà tay quay làm miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà Quý Dậu phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm được quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi mà làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ, nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không ki bo bần tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ, như ăn cơm uống nước, chẳng mấy đã thành bản năng hay là một thói quen thường ngày. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Dậu sinh năm 1993 nhìn chung là ổn định trong tháng này. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần phải chủ động hơn nữa, dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ mối quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vận vượng, bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách đối với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Quý Dậu, trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp có nhiều bước đột phá đáng kể trong tháng đầu năm 2022, thậm chí có thời điểm chính bạn cũng phải bất ngờ với những gì mình đã làm được. Đặc biệt quý nhân vận vượng giúp cho bạn có thể làm đâu thắng đó, dù khó cũng sẽ có người nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối để tìm ra lối thoát. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của mình và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi việc diễn ra rất hanh thông. Việc học hành thi cử trong năm cũng suôn sẻ, đạt thành tích như ý. Có người còn có nhiều cơ hội để thay đổi công việc, tìm cho mình một việc làm phù hợp. Nhìn chung, thời điểm này thích hợp để mưu sự cầu danh, vận trình thông thuận, không có gì đáng lo ngại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy, gia chủ cơ hội tốt về tài lộc trong tháng, lợi nhuận kinh doanh tăng lên, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ. Đầu tư bất động sản có nguy cơ thu được lợi nhuận hơn người hoặc hợp tác làm ăn suôn sẻ, dễ kiếm lời. Tuy nhiên thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm gì gia chủ cũng phải thận trọng, điềm tĩnh và khiêm tốn. Vẫn có dấu hiệu hao tài rất mạnh, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất và thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh và mua sắm dịp cuối năm. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàn, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bạn đang duy trì khá tốt lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện khá rõ. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện bản thân để tăng cường sức đề kháng bạn nhé. Một số nữ mạng Quý Dậu có ý định sinh con năm nay nên có kế hoạch và lộ trình tập luyện cũng như chăm sóc sức khỏe hợp lý để sớm có tin vui hoặc luôn khỏe mạnh tốt suốt thai kỳ, sớm mẹ tròn con vuông. Các gia chủ Quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, nhân duyên của Quý Dậu vượng sắc hơn, nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn là tình cảm cá nhân. Con giáp này có cơ hội mở rộng mối quan hệ, quen biết nhiều người bạn mới vừa thân thiết trong cuộc sống, lại vừa hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp tài chính. Tuy nhiên, về tình cảm lứa đôi lại không có sự đột phá rõ ràng. Có lẽ con giáp này cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt cho lắm cho những người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung mọi sự vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn bao dung và nhường nhịn đối phương. Ngoài ra, con giáp này nên nghiêm cẩn, giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối kẻo sai chân vào lưới tình tay ba, phức tạp, khiến hạnh phúc đổ vỡ. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, xung thân Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch. Có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai.
Đến đây thì thời lượng chương trình đã khép lại. Diễm Quỳnh cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại!